cây son dưỡng rất là đặc biệt của bên Nhật Kim Anh. Cây son dưỡng đặc biệt này của bên Nhật Kim Anh được chiết xuất từ dầu argan. Kim Anh đọc là argan tại vì Kim Anh không biết là đọc làm sao. Argan, và nó chứa vitamin E ha, làm dưỡng môi nè, và có những cái chất chống oxy hóa ha, phenol, chất chống oxy hóa, tức là khi mà các chị em mình xài son mà những cái son tầm bậy tầm bạ ở ngoài ví dụ vậy, thì các chị em mình đánh lên thì nó có mấy cái oxy hóa, thì khi mình dùng cái son dưỡng này nó giúp đẩy lùi những cái điều đó luôn. Và nó có axit béo nè và những cái dưỡng chất khác giúp cho cái da môi của chị em mình lúc nào nó cũng mềm mịn và nó không bị bong chóc cũng như là không bị khô môi. Cái cây son này là cây son dưỡng này ở vùng lạnh là tuyệt vời nha các chị em. Những ai ở vùng lạnh là tuyệt vời, những ai mà hay bị khô môi cũng nên sử dụng nha. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên, bởi vì bản thân Nhật Kim Anh không bán lẻ.